Chỉ còn ít ngày nữa là đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục AFF Cup bằng trận đấu đầu tiên với đội tuyển Lào. Và để chuẩn bị cho sự kiện này, trong chiều ngày 15 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những quyết định đầu tiên về lực lượng sẽ di chuyển sang Viêng Chăn sắp tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định chia tay 4 cầu thủ gồm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân, tiền đạo Hà Đức Trinh và Phạm Đình Duy. Với quyết định này, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Lào với 25 cầu thủ. Ở nước bạn, ban huấn luyện sẽ tiếp tục loại thêm 2 cầu thủ nữa ở cuộc họp kỹ thuật diễn ra trước trận đấu một ngày. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên đường sang Viêng Chăn Lào vào sáng ngày 17 tháng 12 và có 4 ngày chuẩn bị trước trận ra quân tại AFF Cup. Trong sáng ngày 15 tháng 12, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có mặt tại Hà Nội để hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Tại đây, cầu thủ thuộc biên chế Pro FC sẽ có một ngày nghỉ ngơi bên gia đình và dự kiến sẽ lên tập trung vào ngày 16 tháng 12 để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Trước khi về nước, Quang Hải đã có nhiều tuần tập huấn cùng huấn luyện viên thể lực riêng. Diễn biến và kết quả của trận bán kết World Cup giữa Pháp và Maroc. Tại đây thì đội bóng đến từ châu Phi đã bị nhà đương kim vô địch thế giới giải mã với chiến thắng 2-0. Sau đây chúng ta sẽ cùng xem những chú gà trống Gauloa đã làm những gì để chặn đứng giấc mơ vào chung kết của Maroc. Nếu như trận bán kết 1 đã diễn ra một chiều sau khi Argentina có được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 34, thì thế cân bằng của trận bán kết 2 thậm chí còn được phá vỡ sớm hơn. Nhưng thực tế, nó lại hấp dẫn hơn rất nhiều. Ngay ở phút thứ 5, Kylian Mbappe như một thỏi nam châm hút toàn bộ các hậu vệ Maroc và giúp cho Theo Hernandez thoải mái tung cú vô lê Hagop Bono. Để thua sớm nhưng đại diện châu Phi không hề mất bình tĩnh mà lại chơi rất hay trong quãng thời gian sau đó. Nhưng tiếc cho Maroc là cái duyên ghi bàn đã lẩn trốn các chân sút của họ. Và nói đến duyên thì có lẽ Kolo Muani là người được thần may mắn lựa chọn. Chỉ vài chục giây sau khi được tung vào sân ở phút thứ 79, chân sút của Phanh Phúc đã nâng tỷ số lên 2-0 và chính thức khép lại giấc mơ của người Maroc.